qua mạng của Ban bình ngữ Đài Á Châu tự do truyền đi trực tiếp từ thủ đô Washington DC. Chúng tôi là Trần Như, thay mặt tập Ban bình ngữ xin kính chào quý vị. Bây giờ là 10 giờ tối giờ Việt Nam ngày 17 tháng 5 năm 2017. Thưa quý vị, ngoài phần tin cập nhật những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam trong phần thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ có bài liên quan đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cho là ở mức báo động. Khi trong vòng một tuần lễ vừa qua đã có đến 3 lệnh truy nã đòi bắt những nhà hoạt động dân chủ. Tiếp đến sẽ là bài liên quan đến việc xử lý hình sự ông Đinh La Thăng và sau cùng là về vấn đề nhà máy gang thép hưng nghiệp Formosa được thử lò cao xưởng thép. Mời quý vị đón xem. Như trước hết, một quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số tin đáng chú ý trong ngày liên quan đến Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết các doanh nghiệp mỗi năm chỉ bị kiểm tra một lần. Đây là chỉ thị được ký trong ngày hôm nay. Đại diện các nước thuộc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương đang họp tại Hà Nội để tìm giải pháp thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận liên quan đến việc xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương. Tính đến ngày 16 tháng 5, Việt Nam đã có gần 800 trường hợp bị nhiễm mã độc WannaCry, tin do CMC Infosec cung cấp cho phóng viên. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa đề xuất với chính quyền thành phố Padang, Indonesia cho tàu cá được sang đánh bắt hải sản và chế biến. Sau đây là phần tin chi tiết thưa quý vị. Các doanh nghiệp mỗi năm chỉ bị kiểm tra một lần. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong hội nghị với doanh nghiệp Việt Nam diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Và đây cũng là một điểm trong chỉ thị 20 của Chính phủ Việt Nam được ký trong ngày hôm nay để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam hoan nghênh chỉ thị 20 của Chính phủ. Nhưng ông nói rằng, mặc dù trong một năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển, nhưng các cơ chế và chính sách hay thay đổi làm cho nhiều doanh nghiệp lo ngại. Một số doanh nghiệp cũng nêu ý kiến là mặc dù có những quy định chính thức, nhưng các doanh nghiệp vẫn phải đóng những chi phí không chính thức, đôi khi được gọi là chi phí bôi trơn, một kiểu đưa tiền hối lộ, và điều này làm cho chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng lên. Cũng trong hội nghị, các doanh nghiệp tư nhân cũng nêu lên ý kiến là bộ máy nhà nước quá cồng kênh, có đến 50% số nhân viên dư thừa. Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam được xem như là một cuộc đối thoại với chính phủ, trong đó có nhiều doanh nghiệp tư nhân để tìm cách tháo gỡ những cản trở sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Đối thoại giữa doanh nghiệp và chính phủ được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2016. Thưa quý vị, đại diện các nước thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đang họp tại Hà Nội hôm nay 17 tháng 5 để tìm giải pháp thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận liên quan đến việc xây dựng khu vực thương mại tự do Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là FTAAP. FTAAP được đề xuất sau vòng đối thoại thất bại tại Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2006 mục đích nhằm nối kết các nền kinh tế thuộc vành đai Thái Bình Dương từ Trung Quốc đến Chile, bao gồm cả Hoa Kỳ. Theo các nhà phân tích quốc tế, một trong các hiệp định giúp cho FTAAP thành hiện thực là Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, gồm 12 nước. Tuy nhiên, hiệp định này đã gặp nhiều khó khăn sau khi Hoa Kỳ, một trong 12 nước thành viên hiệp định, tuyên bố rút khỏi hiệp định vào hồi đầu năm nay. Tại phiên họp lần này, đại diện các nước cũng thảo luận các giải pháp ủng hộ thương mại đa phương ủng hộ WTO. Sau cuộc họp vừa nói, Hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại lần thứ 23 MRT23 sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 cũng tại Hà Nội. Đây là một trong những hội nghị bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất được tổ chức hàng năm. Hội nghị MRT23 lần này sẽ ra soát việc triển khai chủ đề và các ưu tiên của năm APEC 2017. Chủ đề mà Việt Nam nước chủ nhà của APEC 2017 lựa chọn là tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Bốn ưu tiên được Việt Nam đưa ra trong APEC năm nay bao gồm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, trồng kỹ nguyên số, tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội nghị cấp cao APEC 2017 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay. Tháng trước, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đến dự hội nghị. Thưa quý vị, tính đến ngày 10 tháng 5, xin lỗi quý vị, tính đến ngày 16 tháng 5, Việt Nam đã có gần 800 trường hợp bị nhiễm mã độc WannaCry. Tin do CMC Infosex cung cấp cho phóng viên báo mạng Vietnam Plus. Theo tin thì 800 trường hợp nhiễm độc WannaCry bao gồm cả máy tính cá nhân và máy chủ. Các ca bị nhiễm mã độc WannaCry nhiều phần tập trung về các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Vẫn theo CMC Infosec, nạn nhân của WannaCry ở Việt Nam phần lớn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ với hệ thống cảnh báo cũng như bảo mật khá yếu. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp cung cấp và cho thuê server, tên miền, hệ thống dữ liệu kể cả những doanh nghiệp mua bán trực tuyến cũng bị ảnh hưởng bởi mã độc WannaCry. Theo Vietnam Plus, con số gần 800 mà CMC Infosec đưa ra chỉ được coi là ghi nhận tức thời của doanh nghiệp, trong lúc trên thực tế, số lượng nhiễm mã độc WannaCry có thể cao hơn. Trước đó, những cơ sở chuyên môn ở Việt Nam như trung tâm VNCRET đã khuyến cáo xử lý và cập nhật cách chặn thông cắt à, chặn chống mã độc nguy hiểm đã lan tràn qua hơn 90 nước trên thế giới. Thưa quý vị, liên quan đến tin tặc tại Việt Nam hôm thứ Hai 15 tháng 5, người quản lý công ty an ninh mạng FireEye là Nick Kho cho rằng tin tặc ở Việt Nam có thể là do người làm việc cho chính phủ. Trả lời của phỏng vấn trước khi có báo cáo của FireEye về tin tặc tại Việt Nam, ông Nick Kho cho rằng Warner Cry không liên hệ đến những vụ xâm nhập tấn công vào máy tính của nhà báo và giới đấu tranh tại Việt Nam. Vẫn theo lời ông, không thể định vị chính xác hay xác nhận là tin tặc có làm việc cho chính phủ Việt Nam hay không, nhưng các thông tin tìm thấy được sẽ rất hữu ích. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, khi đó đã phủ nhận thông tin do Farai đưa ra, nói rằng Việt Nam không cho phép bất cứ hình thức tấn công mạng nào nhắm đến bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Các hành vi như vậy sẽ bị trừng phạt đúng theo pháp luật. Thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa đề xuất với chính quyền thành phố Padang, Indonesia cho tàu cá của Vũng Tàu sang Padang đánh bắt hải sản và chế biến tại Indonesia hoặc tàu cá của hai tỉnh cùng đánh bắt rồi đưa về Bà Rịa Vũng Tàu chế biến. Đây là đề xuất được đưa ra tại buổi lễ ký kết chương trình hành động trong quan hệ hợp tác đối tác Giữa hai thành phố, ngày 17 tháng 5, tại thành phố Vũng Tàu. Tin trong nước ngày 17 tháng 5 cho biết phía Indonesia nói sẽ nghiên cứu đề nghị này. Ngoài ra, tại buổi lễ, hai bên cũng đồng ý đưa nông dân sang học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm trong chế biến hải sản, trao đổi giáo viên và tham dự các hoạt động văn hóa giữa hai thành phố. Phía đại diện Padang cho biết đã giới thiệu Bà Rịa Vũng Tàu với cư dân địa phương và Vũng Tàu cũng sẽ làm điều tương tự. Xin nhắc lại, mới hồi đầu tháng 5, cơ quan chức năng Indonesia công bố số liệu cho thấy gần 600 người dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép trên vùng biển của nước này. Kính mời <laughs> quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh youtube của Đài Châu Tự Do ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như facebook hoặc twitter xin cảm ơn và hẹn gặp lại